Xin chào anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu với các anh em một sự mới mẻ, chuẩn bị làm mưa làm gió trên thị trường ô tô Việt Nam nhé. Toyota Hilux 2021, nâng cấp ngoại hình, đấu Ford Ranger. Toyota Hilux 2021 có thiết kế ngoại hình mới nam tính và cứng cáp như đàn anh Tacoma, tạo thêm lợi thế khi trực tiếp cạnh tranh với đối thủ Ford Ranger hay Isuzu D-Max. Sau 3 năm, kể từ lần nâng cấp vào năm 2017, đã đến lúc Toyota Hilux sẽ được các cập nhật mới nhằm cạnh tranh quyết liệt hơn với các đối thủ khác. Toyota Hilux lấy cảm hứng từ chiếc AEV4 thế hệ mới và dòng xe đàn anh Tacoma ở thị trường Mỹ. Cụ thể, cụm lưới tản nhiệt của xe được thiết kế lại với các nan lưới to và viền chrome dày, góp phần tôn lên sự mạnh mẽ và bề thế của mẫu bán tải mới. Chính giữa là logo Toyota nổi bật với giải chrome trang trí to khá là bắt mắt. Hệ thống đèn pha cũng được thay đổi thiết kế đồ họa so với mẫu Hilux cũ. Trong khi đó, cản trước được điều chỉnh, xuất hiện các khe hút gió mới ở cạnh đèn sương mù bọc chrome. Màu sơn ngoại thất dự đoán là màu đỏ Crimson Spark Red Metallic. Các thay đổi này tương tự với mẫu Fortuner 2021 cũng vừa được đồng thời ra mắt mới đây. Đèn xoắn tối đa 500 Nm, vượt trội hơn hẳn so với con số 170 mã lực và 450 Nm mô men xoắn của phiên bản hiện tại. Các thông số mới giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 10 giây khi kết hợp với hộp số tự động 6 cấp như cũ. Ngoài ra, Toyota còn cho biết đây là mẫu xe mới sẽ nổ máy êm hơn, bền bỉ, chất lượng và ổn định hơn bao giờ hết. Về tiện nghi, Toyota Hilux nâng cấp 2021 giữ nguyên thiết kế nội thất màu da đen Toyota khác. Hilux 2021 mới sẽ được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng nổi bật như phanh khẩn cấp tự động, có khả năng phát hiện người đi bộ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo trạch làn đường và nhận biết biển báo giao thông. Gói trang bị Toyota Safety Sense này cũng sẽ được trang bị cho Toyota Hilux facelift tại nhiều khu vực khác, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á, để cạnh tranh với mẫu bán tải hiện đại hơn. Những nâng cấp mới đáng kể thì Toyota Hilux 2021 hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của Ford Ranger và Isuzu D-Max mới. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về dòng xe Toyota. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ tới bạn bè. Đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thế Sơn Toyota nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.